Đấy là tiền của tôi mà. Ê, thằng khốn nạn kia. Này. Đi đâu đấy? Thằng khốn kia ăn cắp tiền của tôi. Tôi phải đuổi theo để đòi lại tiền. Trời ơi, mày bị làm sao đấy? Người ta là anh trai của cái chủ cái khách sạn này đấy. Gì phải ăn cắp tiền của nhà mày? Này, vạ mồm vạ miệng, ăn đòn đấy. Tôi dám khẳng định với anh là chính cái thằng khốn nạn kia đã ăn cắp tiền trong mũ của tôi. Khổ quá. Tốt nhất ấy là ông nên quên cái chuyện tiền ở trong mũ ông đi. Ông đi ra ngoài đi. Anh bị làm sao đấy? Đấy là tiền của tôi mà, làm sao mà tôi quên được chứ? Cho nên nhá, anh gọi thằng ăn cắp kia ra đây nói chuyện rõ ràng với tôi. Khổ quá, không có thời gian đâu, đi ra ngoài đi. Anh à, anh vào bên trong làm việc đi. Còn việc ngoài này cứ để tôi giải quyết. Thế thì tôi vào trong làm việc của mình đấy. Anh này, anh bảo là anh Cao anh cắp tiền của anh. Vậy thì anh có điều gì chứng minh không? Anh mà nói linh tinh nhá, tôi sẽ báo công an đấy. Tôi dám cam đoan với cô là thằng khốn nạn kia lấy tiền của tôi. Bởi vì trong số tiền mà hắn ta lấy có một tờ 5.000 bị vò nát và rách một góc phải. Được rồi, anh ngồi vào trong này chờ đi. Tôi sẽ đi điều tra và tìm lại công bằng cho anh. Cảm ơn cô. Anh Cao. Hả? Anh có 5.000 không ạ? Cho tôi mượn, lát nữa tôi trả. Đối với anh ấy, tiền nó không phải là vấn đề. Ăn nữa ấy, em cầm một ly nước lên phòng 603 cho anh nhé. Tiền của em đây. Có một tờ 5.000 bị vò nát và rách một góc phải. Hóa ra là người ăn xin vừa rồi nói là thật à? Anh ăn cắp tiền của họ. Tại sao anh phải làm như vậy? Anh đúng là không có tình người, không có lương tâm. Cô nói đủ chưa? Hả? Cô tên là Hà Lan Anh đúng không? Tên đẹp đấy. Này, liệu cái thần hồn mà ngậm cái mồm vào, cô mà tiết lộ ra nửa lời ấy, thì lúc đấy đừng có trách tôi ác nhá. Anh đang đe dọa tôi đấy à? Vậy thì anh đang đe dọa nhầm người rồi. Tôi sẽ nói chuyện này cho bố của anh biết. Đến khi mà bố của anh biết được con trai yêu quý của ông ấy đi ăn trộm tiền của người nghèo, thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Được, cô cứ nói đi. Để xem ấy, cô nói được những gì. Nào, bây giờ thì cô nói đi. Em trai của tôi có vấn đề gì? Thưa chị, em trai của chị là một tên ăn cắp. Anh ta đã ăn trộm tiền của người ăn xin nghèo khổ dưới kia. Và anh ấy đang đòi lại tiền ở dưới sảnh đấy ạ. Ăn trộm á? Có mỗi vấn đề đấy thôi à? Cô không biết là cái ăn cắp đấy cũng là một cách để làm giàu à? Mấy cái đứa ăn xin bần hàn như thế chỉ là loại rác rưởi, cặn bã của xã hội thôi. Sao chị có thể nói như vậy được ạ? Dù sao thì họ cũng là con người, họ cũng có tư duy và có cảm xúc chứ. Tại sao chị và em trai của chị lại có thể chà đạp lên lòng tự trọng của họ như vậy được ạ? Thôi được rồi, cô lại nhảy ít thôi. Vì cô ấy cũng giống như bọn họ vậy. Sao? Cô đã nghe thấy chị tôi nói gì chưa? Khôn hồn ấy thì xuống mà đuổi hắn ta ra khỏi đây đi. Sao rồi? Cô đã giúp tôi đòi được tiền rồi phải không? Tôi gửi lại anh số tiền. Tôi nghĩ là anh nên rời khỏi đây. Cảm ơn cô. Tôi biết là cô muốn giúp tôi, nhưng mà tiền của tôi bị rách một góc cơ. Cô cầm tiền của mình về đi. Tôi xin lỗi. Tôi không thể nào mà bắt được tên trộm đứng trước mặt của anh được. Ôi, chào hai cô em xinh đẹp. Anh có thể mời hai em một ly được không? Chúng tôi không muốn uống bằng tiền ăn cắp của người khác. Cô, tôi xin lỗi. Ê này, mày, chính mày ăn cắp ví của tao đúng không? Này, anh làm cái trò gì đấy? Tôi không bao giờ làm như vậy nhá. Đừng đổ lỗi cho tôi, trong khi chính anh mới là người ăn cắp. Này, bảo tao ăn cắp á hả? Chính mày là thằng ăn cắp ví của tao. Không tin ấy, thử kiểm tra xem. Được. Uầy, đúng ví của tao luôn. Bây giờ mày cãi như nào hả? Không, tôi không ăn cắp. Mọi người phải tin tôi. Thế thì mày có thể nói chuyện với cảnh sát nhá. Không, không,
tôi là không biết tại sao nó lại ở trong túi của tôi nữa. Tôi không biết thật. Tôi nghĩ là thằng này đang vu khống cho tôi, và cô đã mau chê cho nó đúng không? Không. Nếu mà như thế thì đợi công an đến đây rồi giải quyết nhá. Chuyện này là sao? Tôi không ăn cắp thật mà. Nếu như mà cô không tin tôi ấy thì cô có thể kiểm tra camera mà. Tại sao chị lại ở đây? Có phải chính chị là người xóa đoạn clip của thằng em trai chị phải không? Phải, là tao làm đấy. Thì sao nào? Thằng em trai của tao ngu, chứ tao không có ngu. Tao đã xóa cái đoạn video mà em trai tao để ví vào người thằng ăn mày rồi. Bây giờ bọn mày không có bằng chứng, định làm cái gì nào? Gia đình các người là một lũ khốn nạn. Các người cứ chờ đấy, rồi sẽ phải trả giá mà thôi. Nói hay lắm. Vậy thì để ngày hôm nay ta cho mày với cả thằng ăn xin này được trả giá nhá. Tôi và anh không quen biết gì nhau, tại sao anh lại muốn hại tôi? Sở thích của tao ấy là được nhìn người khác đau khổ đấy. Sao? Mày chó. Mày là một thằng chó điên. Này, đánh nghe. Đánh nhanh lên. Tao đã gọi công an đến đây để xử lý mày đầu tiên rồi đấy. Chúng tôi nhận được một cuộc gọi báo ở đây có một cụ cấp. Chính hắn là người đã lấy trộm ví của tôi ạ. Khoan đã, chưa biết ai mới là người bị xử lý trước đâu. Đây là đoạn ghi âm. Chính miệng chị gái của anh đã thừa nhận xóa đoạn clip anh nhét ví vào trong túi của người ăn xin và vu oan cho anh ấy. Bắt đầu lại. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi. Tôi rất biết ơn cô. Không sao đâu, đây là điều tốt mà. Xã hội không chấp nhận những con người như vậy, cho nên chúng ta cần phải loại bỏ thôi. À mà này, tối nay không biết là anh có rảnh không. Tôi có thể mời anh một bữa cơm được không? Coi như là chúng ta ăn mừng vì được gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh thế này. Cảm ơn cô đã tin tưởng một tên ăn mày như tôi.